Rồi, chào mọi người. Bài học này mình hướng dẫn các bạn đó như các ràng buộc trên vẽ sketch phác họa 2D ha. Thì đầu tiên bạn sẽ tạo cho nó select cuộc working directory này, tạo cho cái ổ đĩa lưu ha, lưu tạm thời. Đây mình nói rất là nhiều rồi, bạn new. Bạn chọn là path solid, tắt cái view default đi, bạn chọn đặt tên cho nó là ví dụ như là ràng buộc chẳng hạn. Đây, bạn đặt tên cho nó ví dụ ràng buộc ha, ví dụ là ràng buộc đi, bài tập. Lưu ý là không dấu ha, không dấu viết liền. Rồi, hệ là hệ mili park solid. Ok. Ở đây bạn tạm thời tạo cho nó một cái mặt phẳng bất kỳ, bạn chọn sketch. Bạn chọn một cái mặt phẳng bất kỳ là mặt phác họa, phác thảo. Rồi ok. Tạm thời bạn sẽ tắt những cái bề mặt này đi, bạn chọn là select all ha, tắt hết đi. Rồi ở bên những video trước mình đã hướng dẫn các bạn các cái lệnh cơ bản như thế này rồi. Ở bài học này mình hướng dẫn các lệnh bạn trong các cái lệnh đó chính là editing và constructor ha, tức là các cái ràng buộc. Đầu tiên đó là lệnh trim, thì lệnh trim này rất là quen thuộc rồi với các bạn. Đây, bạn chỉ việc là xóa bỏ những đoạn dư thừa thôi. Ví dụ như vậy, thì bây giờ bạn chọn trim này, trim, tích chuột trái vào và bạn giữ chuột trái và bạn quét thôi, giữ chuột trái và bạn quét ha. Đấy. Quét bỏ những phần dư thừa, đấy. Bạn chỉ cần giữ chuột trái và bạn quét, rất là đơn giản ha. Đó, đó là lệnh trim. Lệnh tiếp theo mình hướng dẫn các bạn đó chính là lệnh connect này ha. Thì lệnh connect này thì nó cũng tựa tựa giống như lệnh trim thôi. Thì nó để lại cái nó xóa bỏ những cái đoạn dư thừa, ví dụ như này, này như thế này, một cái hình như thế này, đấy, như hình như thế này. Bây giờ là nó dư thừa hai đoạn này, thay vì bạn dùng lệnh trim thì bạn có thể sử dụng con nớt này. Thì đó, bạn chỉ cần chọn hai cạnh này và nó sẽ xóa bỏ những đoạn dư thừa đi, đấy, thấy không? Ví dụ lại này. Đấy, những đoạn dư thừa như vậy. Rồi bây giờ bạn chọn là con nớt thì nó sẽ xóa bỏ những đoạn dư thừa đi, ok chưa? Đó. Đó là lệnh connect ha. Lệnh tiếp theo đó chính là lệnh mirror. Mirror thì ở đây chưa có đối tượng thì nó chưa sáng thì nó đang bị mờ này. Thì bạn sẽ chọn đối tượng. Ví dụ như bây giờ là hình chữ nhật đi. Ok, bạn nhấn Escape. Và sau đó bạn quét chọn đối tượng. Quét chọn đối tượng trước ha. Quét chọn đối tượng rồi sau đó bạn chọn là mirror. Bạn chọn trục đối xứng. Thì nó tự động là đối xứng qua cho bạn ha. Ok chưa? Rồi tiếp tục. Ví dụ như bây giờ bạn đối xứng qua trục này thì bạn chọn là vẽ cái cung nào đó. Rồi bạn sẽ quét chọn đối tượng. Quét chọn đối tượng. Chưa chưa? Rồi sau đó bạn chọn là mirror. Bạn chọn cạnh đây, ok chưa? Rồi bạn nhấn Escape là được. Ok, đó là lệnh mirror rất là đơn giản. Lệnh tiếp theo đó chính là lệnh double này ha, lệnh driver này, driver này thì bạn cho vẽ cho nó một đoạn thẳng. Cái đoạn này nó sẽ chia chia cái đoạn thẳng thành nhiều đoạn, thì bạn chọn vào này thì bạn tích vào pole vào điểm nào thì nó cắt ra cái đoạn nó thành những cái đoạn như vậy. Theo pole này bây giờ bạn chỉ việc là kích chúc đúp vào và thay đổi kích thước, đấy, thay đổi kích thước như bình thường thôi đấy, xong xong đó. Thì cái lệnh này nó chia chia cái đoạn thẳng thành nhiều đoạn khác biệt ha. Đó, thì đoạn nào mà bạn ghi đủ kích thước thì nó sẽ có cái màu xanh dương này, xanh đậm này này, xanh đậm như vậy là nó đã đủ ràng buộc và đủ kích thước ha. Đấy, ok chưa? Đó, thì bạn có thể tham khảo thêm lệnh driver này, thì nó cũng chia đoạn thẳng thành nhiều đoạn này, thì tham khảo ha, rất là hay. Ok, lệnh tiếp theo đó chính là lệnh move, move và rotate này. Thì ở đây chưa có đối tượng thì nó đang bị ẩn giống như lệnh mirror này. Thì đầu tiên bạn phải vẽ cho nó ví dụ như hình chữ nhật, vẽ cho nó hình chữ nhật chẳng hạn. Vẽ cho hình chữ nhật thì ở đây bạn vẽ cho nó hình chữ nhật này, sau đó bạn quét chọn này, rồi ở đây bạn sẽ chọn là rotate này. Đây. Thì ở đây nó xuất hiện cái công cụ này, bạn có thể là di chuyển đối tượng này, di chuyển hệ trục tọa độ theo phương này x y này. Ví dụ như bây giờ bạn nhập theo phương này là một là 500, đấy thì nó tự động dịch dịch ra tâm một khoảng là 500 và dịch ở đây là âm dương bạn đều nhập được ha. Đấy thì bạn thế nhập nhập đối tượng rồi bạn có thể xoay góc nó là bao nhiêu độ này. Ví dụ như xoay là góc 60 độ đấy, nó tự động xoay bạn góc 60 độ và tỷ lệ scale ví dụ như là 0.5, nó sẽ nhỏ lại một nửa, bạn nhấn ok, thấy không? Kết quả bây giờ như thế này. Rồi ví dụ như bây giờ bạn muốn chọn được cái đối tượng ví dụ như hình hình elip đây, elip, rồi bạn chọn là quét chọn đối tượng này, rồi bạn chọn vào, bạn quét chọn đối tượng này, rồi bạn chọn vào rotate này ha, rotate resize này. Ở đây bạn có thể là di chuyển này, rồi bạn xoay góc nó này, xoay thay di chuyển này, xoay góc bao nhiêu độ này, rồi scale tỷ lệ bao nhiêu này, nhân đôi lên này, đấy, ok chưa? Đó, giờ bạn có thể tùy chỉnh, đó chính là lệnh rotate resize đó, thì nó có thể là rotate resize đó có thể là thay đổi, vừa xoay góc vừa có thể là thay đổi hệ độ tọa độ tâm này, vừa thay đổi được góc này, vừa có thể là thay đổi được tỷ lệ scale, ok, rồi, lệnh tiếp theo mình hướng dẫn các bạn đó chính là lệnh modify này ha.
thì mọi lệnh modify đó chính là nó lock cái kích thước lại thôi. Ví dụ như kích thước như thế này, bây giờ một là bạn kích đúp vào bạn thay đổi kích thước, hai là bạn sẽ quét chọn đối tượng này, bạn chọn vào modify, thì ở đây nó hiển thị cái bảng modify direction. Lần này thì bạn sẽ nhập kích thước cho nó, ví dụ như S này thì cái nào nó đang sáng, cái khung màu vàng này nó đang sáng này, thì nó sẽ thay đổi kích thước cho nó, ví dụ như 800. Rồi kích thước này là 1000 bạn sẽ thay đổi ha. Rồi cái khoảng nào mà đang trắng này này, bạn để ý cái khoảng nào mà nó đang có cái ô màu màu xanh đó là nó đang hiện lên ha. Đấy thì nó sẽ hiện lên, ok chưa? Rồi bạn sẽ thay đổi kích thước cho nó. Đấy, ok chưa? Rồi, ví dụ như bạn tách, ok. Đó, đó là cái ô vuông thì đủ kích thước thì nó sẽ có cái màu xanh như thế này. Còn ví dụ như bây giờ bạn vẽ cho nó một cái hình chữ nhật như thế này, tiếp tục hình chữ nhật như thế này. Rồi bạn chọn quét chọn đối tượng và bạn chọn là resize modify. Thì ở đây bạn nếu bạn tích cái tính năng này á thì bạn thay đổi kích thước thì nó sẽ không, tạm thời nó không nhận ha. Bạn chỉ khi bạn ok thì nó mới nhận. Đó, tại nếu mà bạn nhập thì nó sẽ không thay đổi. Nhưng mà bạn nhấn ok thì nó sẽ thay đổi ha. Ok, thì nó sẽ mới thay đổi được. Đó, thì là vì sao bạn phải chọn là vì sao bạn nên quét nên tích vào cái này. Tích vào cái resize này ha. Còn cái lock scale nó chính là lock cái tỷ lệ nó lại. Ok chưa? Đó, tính năng này đó chính là điền kích thước tự động ha. Thay vì bạn nhập tay từng cái thì bạn chỉ việc nhấn enter 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 và nhập kích thước cho nó. Ok, đó chính là modify. Tiếp tục mình đến các cái ràng buộc, thì ở đây có là chín cái ràng buộc, thì mình đi tương tự đi vào lần lượt ha. Đầu tiên đó chính là lệnh cái ràng buộc theo kiểu là vertical, là phương dọc, thì ví dụ như đường line này. Bây giờ bạn vẽ cho nó theo phương là đây, ví dụ như vậy. Đấy, rồi bây giờ bạn chọn là ví dụ như bây giờ bạn muốn cho cái đường này nó thẳng đứng lên thì bạn chọn là vertical này, bạn chọn vào đường này thì nó tự động thẳng đứng lên cho bạn. Rồi bạn nhấn Escape là kết thúc lệnh. Rồi tiếp tục bạn chọn vào này và bạn chọn đường này là thẳng hàng thì nó tự động là thẳng hàng cho bạn ha. Rất là đơn giản, đó là lệnh vertical ha. Vertical là ràng buộc theo phương thẳng đứng. Rồi ví dụ như bây giờ bạn còn cái horizontal này thì nó ngược lại theo phương ngang đấy, theo phương ngang, theo phương ngang thì ở đây bạn chọn vào lệnh này, bạn chọn vào đối tượng này thì nó tự động ngang cho bạn ha. Đấy, bạn cứ chọn đối tượng là nó tự động ngang lại cho bạn, ok chưa? Bạn chọn theo horizontal thì nó theo phương dọc. Đấy thì hai cái này nó ngược nhau ha. Đấy, hai lệnh này thì rất là quen thuộc với các bạn rồi. Ok, còn ví dụ như vuông góc thì bây giờ bạn có hai đường line này, hai đường line riêng biệt, bạn có hai đường line riêng biệt ha. Bạn ví dụ như bây giờ bạn muốn là bây giờ bạn vẽ mình nói lại này. Bây giờ bạn vẽ lệnh line đúng không? Bây giờ bạn vẽ một đường thẳng rồi bạn kết thúc lệnh. Bây giờ bạn không muốn là nhấn Escape và bạn chọn lại thì bạn nhấn phím chuột giữa cho mình ha. Tạm thời kết thúc lệnh, bạn nhấn chuột giữa hai lần thì nó kết thúc lệnh, còn bạn nhấn một lần thì nó tạm thời kết thúc lệnh ha, tạm thời ngắt và bạn bold lại cho một điểm theo. Trên cái dấu mũi tên có cái dấu chấm không? Còn nếu bạn tích hai lần thì nó tự động là mất kết thúc cái lệnh đó, ok chưa? Và ví dụ như bây giờ bạn ràng buộc hai đường này vuông góc với nhau thì bạn chọn vào vuông góc, bạn chọn vào hai đường này là vuông góc với nhau đấy, nó tự động bắt vuông góc với nhau và trong tạm thời này bạn chỉ việc kéo dài thì nó tự động là vuông góc với nhau này, thấy không? Đó, ok chưa? Rồi đó là lệnh vuông góc rất là đơn giản, bạn chỉ cần chọn tích chọn vào đường đường đây line này, đấy, đường này giữ chuột giữa này, rồi vẽ tiếp này, đấy những chuột giữa này, rồi bạn chọn vào lệnh vuông góc này, chọn cái đường với đường này, đấy, tự động nó vuông góc với nhau. Đây bạn chỉ việc là kéo dài nó lên thôi thì nó tự động vuông góc với nhau, và đây bạn sẽ gắn một kích thước, ok chưa? Đó là vuông góc, đó là ràng buộc về vuông góc. Và bạn muốn chọn xóa đối tượng thì bạn cứ chọn vào và bạn nhấn delete thôi. Trường hợp tiếp theo đó chính là tiếp tuyến. Rồi tiếp tuyến, ví dụ như bây giờ bạn có một cái đường tròn và một cái đường line bất kỳ, thì đây bạn chỉ việc là chọn vào tăng dần, bạn chọn là đường tròn và đường thẳng này thì động nó tiếp tuyến với nhau. Bây giờ bạn chỉ việc là delete trim bỏ cái đối tượng dư thừa này đi đó, ok chưa? Ví dụ như tiếp tục có cái đường tròn này rồi đó, ví dụ như vậy. Rồi có đường tròn nhỏ như vậy, rồi bây tiếp tục bạn ràng buộc tiếp tuyến và chọn đường với đường, đường tròn với lại đường thẳng này, ok chưa? Còn đoạn dư thừa này bạn chọn trim xóa bỏ đi, đấy rất là đơn giản, ok chưa? Đó là lệnh tăng gần ha. Còn lệnh tiếp theo đó chính là lệnh midpoint ha. Midpoint này đó chính là nó tiếp xúc giữa điểm và đường và nằm ở giữa thôi. Ví dụ như có hai đường thẳng line này, đó, có hai đường thẳng. Rồi ví dụ như bây giờ bạn muốn cho cái điểm này nó nằm giữa cái đường này, giữa cái đường thẳng này, bạn chọn vào midpoint line, bạn chọn điểm mà và đường này, nó tự động là nằm giữa cho bạn, ok chưa? Rồi ví dụ như bây giờ có cái đường tròn này, đường tròn và một đường line xéo như thế này. Rồi bây giờ bạn muốn là cái điểm giữa của cái đường tròn này nó phải đi qua cái điểm này và nó nằm theo phương ngang. Ví dụ như bây giờ bạn làm một cái này theo phương ngang trước, theo phương ngang là horizontal, theo phương ngang
Rồi ok. Rồi, bây giờ bạn muốn là cái điểm giữa của này nó phải nằm vào cái tâm của đường tròn thì bạn chọn là midpoint line này, bạn chọn tâm đường tròn này và bạn chọn đường line center đường line này, nó tự động là nằm giữa cho bạn. Ok chưa? Đó, đó là midpoint line. Đó là midpoint line ha. Rồi tiếp tục. Kiểu này đó chính là kiểu cuối cùng là coincident ha, coincident này đó chính là hai điểm tiếp xúc nhau thôi. Thì bạn chọn hai đường line này. Đấy, hai đường line. Đó. Ví dụ như vậy, rồi bạn chọn là midpoint line. À, coincident line thì bạn chỉ cần chọn hai điểm này là nó tự động là tiếp xúc với nhau. Lại ha. Đó, tự động là nó tiếp xúc với nhau, nhưng trong trường hợp này bạn phải kéo dài cho nó mới tiếp xúc được ha. Rồi ví dụ như bây giờ đây. Bạn phải chọn cho nó sáng lên ha. Đây ví dụ như là đường tròn này và một cái đường line này. Đó, đường line. Đây. Đường line. Rồi, ví dụ như vậy, rồi bạn chọn là midpoint line, bạn chọn vô điểm với điểm. Là nó tự động là tiếp tiến với nhau ha, à, tiếp xúc với nhau. Ví dụ như điểm này bạn muốn cho nó tiếp xúc thì bạn chọn là coincident line này, bạn chọn vô hai điểm ha, chọn cho nó sáng lên. Đấy, thì nó tự động là tiếp xúc với nhau, tiếp tục chọn cho nó sáng lên này. Đấy, điểm nào mà nó tiếp xúc với nhau thì bạn cứ chọn nó pole cho nó sáng lên ha. Đó, ok chưa? Chọn cho nó sáng lên nha. Rồi bạn chọn điểm với điểm này. Đấy, thì nó tự động là tiếp xúc với nhau. Ok chưa? Nó là một tiếp xúc điểm với điểm. Ok. Rồi. Trường hợp tiếp theo đó chính là vuông góc ha. Trường hợp tiếp theo đó chính là symmetric. Rồi ví dụ như bây giờ mình có cái hình tăng gần như thế này. Bây giờ là bạn muốn ràng buộc nó là symmetric qua cái đường centerline đường tâm này. Thì bây giờ bạn chọn là symmetric này, nhưng lưu ý là bạn chọn điểm ha, điểm điểm thứ nhất, điểm thứ hai và đường centerline, nó tự động là bắt symmetric cho bạn ha. Rồi ví dụ như bây giờ có hai đường tròn, có hai cái đường tròn như thế này đang lệch như thế này, bây giờ bạn muốn cho nó symmetric thì bạn chọn là symmetric này, bạn chọn pole điểm này, điểm thứ nhất, điểm thứ hai này và đường centerline. Ok chưa? Thì nó tự động là symmetric đối xứng qua cho nhau. Rồi ràng buộc tiếp theo đó chính là bằng nhau. Bằng nhau thì bạn chỉ còn chọn vào, bạn chọn đường tròn thứ nhất và đường tròn thứ hai thì nó tự động là hai đường tròn nó bằng nhau ha. Thì kỹ thuật lúc mà bạn chọn cái đường tròn thứ nhất thì kỹ thuật tính nó sẽ bằng cái thuộc tính của đường tròn thứ hai ha. Thì lấy nó lấy cái đường cái mà hình tròn bạn chọn thứ nhất này, nó làm cái tham chiếu để bạn chọn. Rồi ví dụ như rectangle này, bây giờ bạn muốn cho này, ví dụ như bây giờ bạn có hai đường line, đó, bây giờ bạn muốn cho nó hai đường line này bằng nhau thì bạn chọn là bằng nhau này, bạn chọn vào đường thứ nhất, đường thứ hai nó tự động là bằng nhau ha, kích thước này bằng nhau nhưng chưa chắc đã song song, bằng nhau nhưng chưa chắc đã song song ha, thì bạn chọn ràng buộc song song này, đằng cuối cùng là song song này thì cho hai đường này song song với nhau, đấy, ok chưa? Rồi ràng buộc song song này rất là quen thuộc, line này. Đó, rồi ví dụ như vậy. Bây giờ bạn chọn là một song song này. Bạn chỉ cần chọn là đường với đường ha, hai đường với nhau là nó song song. Rồi ví dụ như đường với đường nữa này thì nó tự động song song với nhau ha. Ok. Rồi, đó chính là các cái ràng buộc. Rồi bây giờ bạn muốn ghi kích thước thì ghi như thế nào? Thì đây mình hướng dẫn qua ha. Đây, ghi kích thước này. Đó, đó là các cái loại cơ bản ràng buộc. Rồi bây giờ mới muốn ghi kích thước thì bạn làm như sau. Tạm thời bạn xóa cái này đi. Rồi ví dụ như kích thước ở đây là một cái là có kích thước có sẵn, ví dụ như vậy thì bạn chỉ cần kích đúc hai lần vào cái thanh công cụ này là bạn ghi kích thước ha, ghi kích thước. Đấy, bạn chỉ cần kích thước hai lần vào bạn ghi kích thước. Còn trường hợp mà nếu mà không có kích thước bạn muốn ghi riêng cho nó, ví dụ như đường line này, đây đường line đó, đường line như vậy. Bây giờ bạn muốn ghi kích thước thì bây giờ bạn chỉ còn chọn vào đó là dimension này, bạn chọn vào điểm thứ nhất này, điểm thứ hai này, bạn rê ra ngoài ha, rê ra cái điểm bạn muốn đặt ghi kích thước, bạn kích chuột giữa ha, nhấn chuột giữa phát nó tự động ra kích thước cho bạn, thấy không? Thấy không? Ok chưa? Rồi ví dụ như bây giờ bạn muốn đo kích thước từ đoạn nào đến đoạn nào thì bạn cứ chọn là dimension này, bạn chọn điểm này và đường này và bạn chọn cái điểm đặt, rê chuột ra hướng nào bạn muốn đặt này thì bạn kích chuột giữa phát thì nó tự động nhảy ra cho bạn. Ok chưa? Rồi bây giờ bạn muốn đo góc thì bạn cũng tương tự, bạn chọn direction, bạn chọn cạnh này, bạn chọn đường centerline và bạn tìm cái điểm đặt nào đó, bạn kích chuột giữa phát thì nó tự động ra cho bạn ha. Đấy, ok chưa? Lại này, đường với đường này, bạn kích chuột giữa phát thì nó tự động ra cho bạn ra cái điểm đặt luôn ha. Đấy, ok chưa? Rất là đơn giản. Rồi ví dụ như bây giờ một cái thực tế một chút đi. Ví dụ như bây giờ là có cái đường đây. Cho cái tăng gần đây. Ví dụ như vậy, bây giờ bạn chọn là được dimension này, bạn chọn là cạnh thứ nhất này và cái cạnh cuối này. Và bạn kéo ra rê ra chỗ nào bạn muốn đặt 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 chỗ ghi kích thước thì bạn kích chuột giữa phát là nó ra ha. Đó, kích chuột giữa ha, thì cái phần mềm mà Creo này nó hay như vậy,
chủ yếu là sử dụng phím chuột giữa là nhiều. Ok, rồi bạn nhập kích thước 2000 nữa hạn. Đấy thì tùy các bạn là nhập kích thước ha. Ok chưa? Đó, thì mình cũng nói lại ha. Đó, ghi kích thước thì bạn cứ chọn là đường với đường, điểm với điểm này, đường với đường này, đường với lại ví dụ như đường ngoài này. Bây giờ đường này này với cái đường này. Thì bạn lê là chỗ nào bạn muốn đặt ghi kích thước thì bạn kích chuột trái phát thì nó tự động nhảy cho bạn. Đó, ok chưa? Giờ đây tạm thời là mình xóa cái này đi. Đó là ghi kích thước. Còn ví dụ như bây giờ là bạn có cái hình tăng gần như thế này. Bây giờ bạn muốn là đi cái khung như thế này thôi, còn cái đường là đường constructor thì bạn chọn vào, bạn chọn là cái phải, bạn chọn là đây này. Constructor đây đây, đó là constructor model này thì bạn chọn vào thì nó tự động là đưa vào cái đường này là bây giờ bạn ấy trúc lên nó là dưới dạng surface, còn cái đường này là đường tham chiếu, nó sẽ không tham gia một quá trình tham chiếu. Còn bây giờ bạn muốn đưa cái đường này về cái đường nét đậm thì bạn kích phải, bạn chọn lại đấy thì nó tự động đưa lại cho bạn, ok chưa? Còn bây giờ bạn không muốn hiện cái màu này thì bạn tích vào cái này cho mình này, tích vào sát này này, tắt đi hoặc là bật lên. Rồi các cái này tương tự cái này đó chính là các cái ràng buộc về điểm pole và các thứ thì nó ở đây. Bạn phóng to lên bạn biết sự phân biệt được ha. Ví dụ như các cái đường line này, đường line như thế này. Bây giờ bạn cho nét kép. Rồi bây giờ bạn tắt cái này đi thì nó sẽ không có cái bone đỏ theo. Cái bone đỏ điểm đầu và điểm cuối này theo. Bone điểm đầu và điểm cuối nó sẽ bị mất. Đấy, lưu ý các bạn ha, nên tích vào. Ok chưa? Rồi. Cái trường hợp tiếp theo nữa mình muốn nói các bạn đó chính là bây giờ bạn vào cái thanh công cụ này. Bạn sổ xuống cho mình thì ở đây có cái lưới bạn có thể bật lên này. Lưu ý là bạn nhìn như thế này thì nó chưa có gì nhưng mà phóng to ra bạn mới thấy được ha. Phóng to ra tại vì nền của mình là nền trắng nên là bạn rất là khó thấy cái lưới ha. Đó, bạn muốn bật lưới thì bạn sẽ tích vào đây. Đây là các cái công cụ kiểm tra ha. Kiểm tra các cái công cụ của nó thì bạn tích lên bạn sẽ thấy ha. Đó, ok chưa? Đây là các công cụ kiểm tra của nó. Ok. Rồi, đơn giản như vậy thôi. Và như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn các cái lệnh cơ bản trong phần là Sketch 2D ha. Từ bài học sau mình sẽ vào bài tập thực hành và chuyển qua phần 3D. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.